Ngày 22 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp do ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan. Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm đánh giá xác đáng tình hình dịch bệnh trong thời điểm hiện tại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ chuyên gia của Bộ Y tế tại Hải Dương cho biết 83,3% số bệnh nhân trong cả nước, chủ yếu ở Chí Linh, không có triệu chứng, là nguồn lây nguy hiểm nên áp dụng chỉ thị 16 là cần thiết, mặc dù Hải Dương đã phải trả giá đắt do ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là giai đoạn tổng phản công nên cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt trong cộng đồng, không được bỏ sót bất kỳ người nào. Trong vòng một tuần gần đây, phát hiện 6 người trong cộng đồng có triệu chứng điển hình của COVID nhưng không được phát hiện kịp thời và xét nghiệm đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Có trường hợp nằm trong cộng đồng 10 ngày, lây cho nhiều người nhưng không ai phát hiện. Vì vậy, tổ COVID-19 cộng đồng là cực kỳ quan trọng. Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Thăng khẳng định tỉnh Hải Dương đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch nhờ các biện pháp quyết liệt. Nhiều huyện trong 6 ngày qua không xuất hiện ca mắc. Tính đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã bước sang ngày thứ 7 trong số 15 ngày giãn cách. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu cao tinh thần quyết liệt trong 8 ngày tới là giai đoạn tổng tiến công trong toàn bộ hệ thống chính trị, đóng vai trò quyết định tỉnh có chống dịch thành công hay không. Toàn bộ hệ thống chính trị phải hành động nhanh hơn nữa, chạy đua với thời gian để chiến thắng bệnh dịch. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham dự hội nghị tại 12 điểm cầu có đầy đủ lãnh đạo chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có một điểm cầu tại khu cách ly đặc biệt Trung đoàn 125. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lực lượng gần 2.700 đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, tham mưu đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ lực lượng phương tiện của Tiểu đoàn Hóa học Bộ Tham mưu Quân khu giúp địa phương phun hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Đại đội Hóa học Sư đoàn 395 giúp thành phố Chí Linh phun hóa chất khử khuẩn. Với ổ dịch ở huyện Kim Thành, các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch đã tiến hành phong tỏa 4 thôn Cổ Phục Nam, Cổ Phục Bắc, Lương Xá Nam, Lương Xá Bắc của xã Kim Liên, huyện Kim Thành để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu 100% cán bộ chiến sĩ các cấp tiếp tục duy trì nghiêm túc các chỉ thị, quy định phòng chống dịch, không được lơ là chủ quan, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung, bảo đảm an toàn cho các lực lượng, chủ động nắm và kịp thời báo cáo tình hình dịch trên các địa bàn để phục vụ công tác điều tra truy vết, phát huy hết trách nhiệm trên mặt trận chống dịch. Hiện nay, các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đang nỗ lực phát huy hết trách nhiệm, không kể ngày đêm, để toàn tỉnh chiến thắng đại dịch.